cầu nữ học chùa bắt về thôn Bãi Thượng là trại 6 đội nữa thôi, 6 đội nữa là kết thúc. Chúng tôi sẽ cảm ơn đội lái xe là quê hương gần công ty Hà Phong, một trong những công ty gần công ty Hà Phong, cho nên đã rất bớt thời gian làm nóng và với từng tối để biểu diễn tối lần này thì đã có bông hoa tươi sáng của em học sự, em học sự có một bông hoa tươi sáng và anh chị Phương Vũ, anh chị Phương Vũ xóm Đồng Cối có bông hoa tươi sáng. Và tiếp tục là anh Huệ Tuấn, anh Huệ Tuấn có bông hoa tươi sáng tặng cho đội bánh xe. Vâng, trên tay tôi cho đội bánh xe có một bông hoa tươi sáng và một đơn vị gần công ty Hà Phong, cho nên là có rất nhiều thời gian làm nóng. Vâng, bà Tá là chị của ban tổ tiên của xóm bánh xe cũng có bông hoa tươi sáng tặng cho đội bánh xe. Xin chúc mừng bà và chúc bà trưởng xóm thành đạt và về quê hương ta đó, em theo anh đi về về quê hương đậm đà, che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối vườn cầu thơm ngát hương hoa có. Tôi cũng được thông báo sau đơn vị bãi xe là đơn vị câu lạc bộ dân vũ của xóm Bắc Cấp Hai, cấp phiếu số bao nhiêu sau xóm Bắc Cấp Hai là đội của câu lạc bộ dân vũ của xóm Đông Tiến thôn Bãi Thượng. Xin mời đội